Thưa quý vị, vừa qua cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 đã có những phần thi quan trọng tại thành phố Đà Nẵng. Hơn 70 người đẹp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tụ hội tại thành phố bên bờ sông Hàn để khoe sắc và thể hiện sự duyên dáng tài năng của mình. Đây là cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và yên bình đến với bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, dù thời tiết những ngày qua không được thuận lợi, nhưng ban tổ chức đã rất nỗ lực để các thí sinh có thể tỏa sáng bên những cảnh đẹp của thành phố, nhằm để lại những ấn tượng tốt đẹp về thành phố Đà Nẵng trong lòng các người đẹp và người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Là một trong những phần thi được mong chờ nhất cuộc thi, phần trình diễn trang phục áo tắm Best in Swimsuit đã mang đến những màn biểu diễn vô cùng quyến rũ và tự tin tại sân khấu hoành tráng bên vịnh biển thơ mộng Nguyễn Tất Thành. Thời tiết Đà Nẵng không thuận lợi cho phần thi này, tuy nhiên các thí sinh của Miss Grand International 2023 đều tự tin tiếp nhận thử thách và hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất. Song song với đó, với đoạn di chuyển khá khó được sắp xếp trên mặt nước và được bao quanh bởi hồ nước, nhưng các cô gái vẫn tự tin thả dáng, tập trung hết sức mình trình diễn vẻ đẹp và tài năng trước khán giả. Sau phần thi trình diễn áo tắm, show thực diễn thời trang trong khuôn khổ Miss Grand International 2023 tiếp tục được diễn ra với màn trình diễn áo dài của gần 70 quốc gia tại công viên Apex Đà Nẵng với chủ đề Flying Việt Nam, bay cao vươn xa cùng Việt Nam. Việt Nam Beauty Fashion Fest là nơi trình diễn những bộ trang phục áo dài đến từ 4 nhà thiết kế tên tuổi và được thể hiện bởi các hoa á hậu người mẫu cùng top 70 thí sinh Miss Grand International 2023, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023. Tất cả đều hội tụ để góp phần quảng bá vẻ đẹp của áo dài, văn hóa và thời trang Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Có thể nói, show diễn Việt Nam Beauty Fashion Fest 6 Fly in Việt Nam đã thực sự thành công trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và tà áo dài truyền thống nói riêng. Các thí sinh quốc tế đã có cơ hội chiêm ngưỡng hàng loạt thiết kế với nhiều vẻ đẹp văn hóa thấm đẫm trên tà áo dài. Được biết, theo dự tính ban đầu, show diễn sẽ được diễn ra tại khu vực ngoài trời của công viên Apex với vẻ đẹp của sông Hàn lãng mạn cùng cảnh sắc Đà Nẵng về đêm vô cùng hiện đại. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của thời tiết, chương trình buộc phải dời sân khấu bên trong để đảm bảo an toàn và sự chỉnh chu trong show diễn. Chia sẻ sau chương trình, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết bản thân cũng rất tiếc khi không thể mang những vẻ đẹp phong cảnh Đà Nẵng vào show diễn này. Tuy nhiên, tất cả đã được hoàn thành một cách trọn vẹn. Show diễn đã có thể quảng bá hình ảnh áo dài trong một công trình hiện đại của thành phố Đà Nẵng và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của rất nhiều khán giả. Song song với các hoạt động trình diễn, thí sinh các nước có cơ hội được trải nghiệm ẩm thực địa phương với sự tiếp đón nồng hậu của các đơn vị lưu trú ẩm thực tại Đà Nẵng. Tôi thấy đất nước các bạn có quá nhiều điều tuyệt vời khi nói về du lịch, phong cảnh đẹp, nét văn hóa phong phú và con người thân thiện. Tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ ban tổ chức và mọi người xung quanh. Sau cuộc thi chắc chắn tôi sẽ quay trở lại đây để có thể trải nghiệm được hết. Cảm giác như đang ở nhà vậy, vì Việt Nam và Philippines đâu đó cũng có những nét tương đồng về văn hóa. Thật vui khi đến với Đà Nẵng và được trải nghiệm ẩm thực, văn hóa con người địa phương. Ở thời điểm này của cuộc thi, tôi nghĩ mình đã hơi lên ký một chút vì đồ ăn quá ngon. Đây là lần thứ hai tôi đến Đà Nẵng. Trước đó thì tôi đã ghé thăm thành phố dịp đầu năm để khảo sát. Lần trở lại này, mọi thứ ấn tượng như ban đầu. Một thành phố xinh đẹp với những cây cầu, trong đó có cây cầu rồng thật rực rỡ. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2023 là một trong những cuộc thi nhan sắc lớn được đông đảo khán giả quan tâm. Với sứ mệnh lan tỏa thông điệp hòa bình và giao thoa văn hóa giữa các quốc gia, đây là cơ hội tốt để Việt Nam quảng bá hình ảnh một đất nước yêu hòa bình, con người Việt Nam hiền hòa và hiếu khách đến bạn bè quốc tế. Ban tổ chức sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam qua hàng loạt tour tham quan các địa danh nổi tiếng, tạo điều kiện cho thí sinh các nước tìm hiểu về du lịch văn hóa các địa phương. Và với sự kiện cuộc thi đến với thành phố Đà Nẵng cũng đã góp phần để quảng bá thành phố xinh đẹp đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới.